Kính thưa quý đồng hương, đã 37 năm từ khi biến cố 30 tháng 4 đã khiến hàng triệu người Việt phải lìa nước ra đi tìm tự do trên xứ người. Đây cùng tưởng nhớ đến những hy sinh to lớn của dân tộc. Ban tổ chức tưởng niệm tháng 4 đen và quốc hận 30 tháng 4 với các hội đoàn trong cộng đồng, chính đảng, giới trẻ, thanh niên sinh viên xin trân trọng kính mời quý vị đến tham gia đại lễ tưởng niệm quốc hận vào ngày thứ Bảy 28 tháng 4 lúc 5:30 chiều tại tượng đài chính sĩ Việt Mỹ. Ban tổ chức, đặc biệt là giới trẻ, kính mong sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương.